Cái người tốt thì khi mà các bạn gặp người ta ấy, khi các bạn tiếp xúc với người ta ấy, thì các bạn sẽ thấy một cái điểm là như thế này. Người ta là những người, người ta rất rất là khiêm tốn đấy. Cái người tốt đấy, bạn cứ để ý, rất khiêm tốn. Kể cả là khi bạn nói chuyện với người ta ấy, người ta luôn lắng nghe bạn. Người ta không tỏ ra là hơn bạn một cái gì đâu. Không bao giờ họ tỏ ra là họ hơn bạn. Mọi thứ không bao giờ, họ rất khiêm tốn. Người tốt đấy. Người ta luôn lắng nghe được bạn. Không tranh đâu, không tranh hơn, tranh đua đâu. Không bao giờ muốn là cái kiểu mình là cái người hơn người, rồi người khác là cái người mà thấp hơn mình, kém hơn mình. Không, người ta không thể hiện đâu. Không thể hiện để bắt bạn là phải kiểu như là phải phải tôn trọng người ta, phải nể người ta, phải coi người ta là hơn hay thế này thế kia. Không, người tốt người ta bình đẳng, người ta bình đẳng lắm nhé, người ta khiêm tốn khiêm nhường lắm. Không có chuyện mà ngồi bắt đầu cái kiểu như là hơn thua nhau câu nói, bắt đầu cái thể hiện, bắt đầu cái ta đây, bạn nói đến cái gì người ta cũng át bạn đi. Bạn nói đến quan hệ thì người ta lại nói quan hệ, người ta lại quan hệ lớn hơn bạn. Bạn nói đến hiểu biết, người ta lại nói là người ta hiểu biết hơn bạn. Bạn nói đến cái chuyện mà giàu sang giàu có thì họ cũng thể hiện là họ là cái người giàu có hơn bạn. Nghĩa là cái gì thì cái, họ luôn tỏ ra họ là cái người phải, là hơn người. Cái người như vậy không bao giờ là người tốt nhé. Các bạn nhớ đấy, những cái người như vậy không bao giờ là người tốt. Và cái người tốt ấy, đặc biệt là như này này, cái khiêm tốn khiêm nhường của người ta là một chuyện rồi. Cái thứ hai là như thế này nữa này. Các bạn nhớ này, cái người tốt ấy, người ta chơi với bạn ấy, người ta mộc mạc. Người ta mộc mạc, người ta mộc mạc không hoa lá cành đâu. Người ta quan hệ bạn, người ta mộc mạc lắm, không hoa lá cành. Nó cứ chân tình, nó cứ chân thành ý, nó cứ mộc mạc lắm. Nhiều khi bạn tiếp xúc với người ta xong, bạn bảo là bạn còn nghĩ là cái người này là cái người đúng là nhiều khi cũng hơi thô thô, mà cũng nhiều khi không khéo. Nhưng mà những cái người như vậy, mình nói những cái người như vậy, họ mới là những cái người họ gắn bó với chúng ta lâu. Những cái người như vậy họ mới là cái người chân tình, họ mới là cái người gắn bó lâu. Các bạn cứ nhớ, đấy mới là những cái người tốt. Nhiều khi chúng ta thấy họ, có khi họ hơi vô duyên đấy, kiểu như vậy, nhưng rất mộc mạc, cái kiểu mộc mạc. Không cần phải khéo lắm đâu. Bạn nhớ nhá, không cần phải khéo lắm đâu. Cái người mà càng khéo, cái người càng khéo là các bạn cũng cẩn thận đấy. Cái người mà quá giỏi hay là quá khéo, các bạn đều là hết sức cẩn thận. Quá giỏi hay là quá khéo, họ đều là những cái người, nói chung là khó đoán lắm, khó đoán lắm. Ở đời có những người khó đoán lắm đấy, có những cái người, người ta học thức người ta nhiều, người ta tinh vi lắm, người ta không, nói chung là nói chung là có những cái người, người ta kinh khủng, kinh khủng, người ta giỏi, người ta kinh khủng. Nhưng mà càng giỏi càng kinh khủng, nhưng mà để mà nhìn nhận là tốt hay là không tốt hay là như thế nào, đôi khi nó cũng phải là cái thực tế nữa. Chứ bây giờ nhiều khi mình chia sẻ ở đây, có khi nó chưa được đủ ý. Nếu mà chưa được đủ ý, chúng ta dễ là những người chúng ta dễ hiểu lầm. Mà hiểu lầm thì đương nhiên sẽ là không tốt. Hiểu lầm đương nhiên sẽ là không tốt.
Nhưng mà các bạn cứ nhớ là thế này này, cái người mà người ta là cái người 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 tốt ấy, người ta làm cái gì thì người ta cứ nghĩ đến cái chung, người ta nghĩ đến cái đại cuộc, người ta coi cái đại cuộc nó lớn hơn cái lợi ích của tập thể, nó lớn hơn cái lợi ích của cá nhân. Đấy là cái lợi tốt, đấy là cái người tốt. Còn cái người nào mà người ta cứ làm cái gì người ta cứ coi cái lợi ích của cá nhân đi, là bên trên, là trên hết đi, là cái người chưa tốt. Kiêu căng, kiêu ngạo đều là chưa tốt hết. Cái người mà kiêu căng, kiêu ngạo dễ sinh ra cái đố kỵ. Bạn kiêu ngạo, bạn không muốn ai hơn mình, thì đương nhiên có cái người nào mà người ta hơi thế này thế kia một tí. Bình thường bạn là cái người bạn được nhiều người người ta nể nang bạn, người ta thế này thế kia, nhưng mà tự dưng bạn lại thấy có cái người nào tài đức hơn bạn, tự dưng lại thấy người khác lại có vẻ nể nang hơn, thế đâm ra bạn lại sinh ra bạn bạn đố kỵ, bạn ghen tị với người ta. Cái người kiêu ngạo là cái người luôn muốn mình là cái người cửa trên, luôn cho mình là cái trung tâm vũ trụ, luôn muốn là mọi người phải yêu, phải chiều, phải mong, phải 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 phải, phải thế này thế kia với mình, phải quỵ lụy mình, phải nịnh bợ mình, phải tâng bốc mình, phải ca ngợi mình. Thế đâm ra là nhìn thấy có cái người nào mà người ta ngang cơ hay là người ta hơn cơ mình tí, bắt đầu là đố kỵ, bắt đầu là ghen tị. Mà cái trò mà đố kỵ, cái trò mà ghen tị rất hay có cái kiểu như là sẽ tìm cái cách để mà bôi nhọ cái hình ảnh của người ta đi, kiểu dẫm người ta, đạp người ta xuống để mình kiểu như là mình lại nổi bật lên. Xong bắt đầu tính tính trăm phương ngàn kế này này nọ nọ, cuối cùng là gì, cuối cùng là suy ra đấy cũng là cái người chưa tốt. Cái người mà cứ muốn muốn mình phải là cái người hơn người, muốn kiêu ngạo ấy. Thế nên muốn nói gì thì nói, cái người khiêm tốn khiêm nhường ấy, họ vẫn là cái người tốt. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn cứ để ý nhá, cái khiêm tốn cái khiêm nhường ấy thì các bạn cũng cần phải quan sát, cũng cần phải quan sát. Có nhiều người ta cũng giả vờ giỏi lắm, giả vờ khiêm tốn khiêm nhường thôi, có khi cái lợi nhỏ họ bỏ qua ấy, rồi thử xem cái lợi lớn xem như thế nào. Nói chung nhiều khi chúng ta nếu mà để mình nói trong cuộc sống, nếu mà để mà chúng ta quan sát, để chúng ta đánh giá ấy, một ai ấy, thì đôi khi chúng ta nhìn xin chào quý vị và các bạn nha. Mình nói với mọi người là như thế này nha. Các bạn cứ nhớ một điều là như thế này này. Thường thường là trong cuộc sống ấy, cái người mà người ta là cái người tốt, đương nhiên người ta sẽ là những cái người ta hay gặp nhiều những cái may mắn. Còn nếu như cái người mà chưa phải là hay gặp may mắn thì đương nhiên họ chưa hẳn là người tốt. Có cái điều là chúng ta có nhìn ra là cái chưa tốt của chúng ta hay không mà thôi. Các bạn cứ để ý một cái điều là như vậy. Những người tốt người ta hay gặp nhiều may mắn lắm. Mình nói nhiều 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 người ta vỗ ngực, người ta bảo là tôi là người tốt bởi vì tôi suốt ngày tôi thích làm điều tốt, tôi hay đi giúp đỡ người này người kia. Đây vừa hôm qua tôi đi từ thiện chỗ này,
hôm trước tôi từ thiện chỗ kia, rồi là hàng xóm ấy, thế này thế kia, tôn trọng người ta vay tiền, người ta thiếu, đủ các kiểu, bắt đầu khoe khoang. Mình nói với mọi người là như thế này, các bạn cứ để ý nha. Nếu như làm cái điều tốt để mà khoe ta đây làm cái điều tốt ấy, thì có khi là cái đó là bạn làm cái điều tốt cho bản thân bạn. Bạn làm cho bạn là chính. Đúng không? Mà chúng ta phải nói thẳng với nhau. Chúng ta phải nói thẳng với nhau. Tốt cho người và tốt cho mình. Tốt cho mình thì mới tốt cho người, đơn giản là như vậy. Đơn giản là như vậy thôi. Bây giờ bản thân bạn ốc còn chưa mang nổi mình ốc, bạn tốt thế nào đối với ai? Bạn còn chưa lo được cho bản thân bạn thì làm sao bạn tốt được với ai? Đúng không? Đơn giản là như vậy thôi. Thôi được giờ một lát mình sẽ phân tích một vài những cái nét tướng nhé, cũng như là cái đặc điểm của cái người ấy, người tốt và cái người này là cái người lắm lộc, thì họ sẽ là những người có cái nét tướng như thế nào, có cái đặc điểm như thế nào. Cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ. À mà mình nói một đôi lời này. Quý vị các bạn xem video của mình ý, các bạn nếu các bạn thấy hay, các bạn chịu khó các bạn bấm like giúp mình nha. Chịu khó bấm like, bạn nào mà chưa đăng ký kênh ấy, chịu khó đăng ký kênh giúp mình. Còn nếu như cái video nào mà thật là tâm đắc thì các bạn chia sẻ giúp mình. Ừ, cái đợt này thì mình thấy là cái nền tảng YouTube đang kém quá, mọi thứ, tất cả những cái người làm nó đều kém. Nó đều kém, tương tác kém, lượt xem kém, mọi thứ nó đều kém. Thế đâm ra là các bạn có gì là các bạn like, đăng ký kênh giúp mình, chia sẻ giúp mình. Cảm ơn các bạn. Thế quay trở lại là cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ. Các bạn chú ý đón xem. Thế này này, bây giờ quay trở lại cái chủ đề, bây giờ mình nói là cái chuyện mà tốt hay là không tốt hay là như thế nào. Các bạn cứ nhớ một điều là như này này. Cái tâm lý, cái bản chất của con người ấy, nhá, cái bản chất con người của chúng ta ấy, ai cũng có cái tốt và cái chưa tốt, nhiều hay là ít thôi. Ai cũng có cái ích kỷ, đúng không? Ai cũng có cái vị tha, ai cũng có cái mủi lòng, ai cũng có cái tham, và ai cũng có cái sẵn sàng là kiểu như là cho đi. Đều có cái này, đều có cái kia. Và tuy nhiên là như thế này, để mà nói khi mà chúng ta có một cái động lực gì, chúng ta làm, chúng ta có một cái động lực gì, thì đương nhiên chúng ta là cái người, chúng ta sẽ rất là nhiệt huyết, nhiệt tình. Đúng không? Cái điều đấy là cái điều đương nhiên. Thế nên ý, cái người mà bảo là làm cái này cái kia, làm việc tốt, ok, nếu như bạn là cái người bạn thực sự bạn làm những cái việc tốt, thì chắc chắn bạn sẽ là những người bạn có nhiều may mắn. Có nhiều may mắn. Bởi vì những cái người người ta làm việc tốt càng nhiều thì cái mức độ chịu thiệt của người ta nó càng lớn. Cái sự hy sinh của người ta ấy, cái sự cho đi của người ta ấy, cái sự thiệt thòi của người ta ấy, nó sẽ càng lớn. Và nếu như mà càng lớn được ấy, thì cái hạnh phúc của người ta sẽ càng lớn. Và nếu như cái hạnh phúc của người ta càng lớn ấy, người ta không bao giờ người ta thốt ra những cái câu
không bao giờ người ta thốt ra những cái câu anh ơi em làm nhiều điều tốt lắm nhưng mà em lại chưa gặp may mắn thế này thế kia. Xem lại hết, nếu như bạn là cái người bạn làm nhiều cái điều tốt mà bạn chưa gặp được may mắn thì đương nhiên bạn là những người bạn đang trông chờ, bạn làm để bạn trông chờ. Làm điều tốt mà mong cái quả báo nó đến nhanh thì bạn làm bạn tốt cái kiểu gì? Bạn tốt cái kiểu đấy, bạn bây giờ bạn làm cái điều gì tốt trong bạn? Chưa cần cái gì được, nhưng bạn cảm thấy bạn vui. Bạn thấy người ta vui, bạn vui. Và tự bạn cảm thấy ở trong bạn, bạn là cái người nó tử tế lên ý. Đấy là được rồi, còn gì nữa. Chỉ cần như thế thôi đã là được rồi, đã là rất tốt rồi. Còn trong cuộc sống ý, để mà được cái này, được cái kia ấy, mình nói làm cái điều tốt là cái tâm nó tốt, mặt mũi nó tốt, tính cách nó tốt, mọi người nhìn, mọi người thích, mọi người quý. Hơn nữa mình là những cái người ấy, khi mình tốt ấy thì mình sẽ không tính đến những cái chuyện xấu, không tính đến những cái chuyện tham, không tính những cái chuyện mà lợi ích để mà được cái này rồi được cái kia. Như vậy thì bạn có làm cái gì tự dưng nó thành ra bền, cái lộc nó có. Đơn giản là như vậy thôi. Chứ còn bây giờ bạn mà làm điều tốt mà chưa thấy cái gì nó tốt nó đến với em thế này thế kia, thế thì bạn khác gì bạn trông chờ, bạn làm để kiểu như là cho đi để nhận lại, kiểu kiểu như là đi buôn với nhau. Thế đó đâu phải là tốt đâu, đúng không? Cái tâm tính toán như vậy, bạn có làm ăn, bạn làm cái gì hay là bạn chơi với ai thế? Nó không bền, đúng không anh? Bạn làm ăn, bạn kinh doanh, bạn vẫn cứ tính toán như vậy. Nếu như bạn là cái người tốt nhá, khi bạn làm ăn kinh doanh, bạn buôn bán hay bạn bất cứ cái gì thì cái hàng bạn bán ra nó phải chất lượng này nha, giá nó hợp lý này, ăn ít thôi này, thì cũng là làm cái điều tốt đấy. Bây giờ bạn bảo bạn đi bạn làm điều tốt rồi cái hàng của bạn bán ra thì bắt đầu giá nó lại cao hơn nơi khác, chất lượng lại kém hơn nơi khác, thì cái thái độ bán thì nhiều khi lại cứ chụp giật để lừa đảo. Thế lấy đâu ra mà may mắn? Khách làm sao người ta quay lại với bạn? Hơn nữa bạn làm điều tốt mà nhìn mặt mũi của bạn nhìn nó cứ... nhìn nó không được vui, nhìn nó không được an vui. Thế cũng phải là làm điều tốt. Tính toán đâu phải là tốt đâu. Như thế thì lấy đâu ra mà may mắn, đúng không? Đấy là mình còn chưa kể nhá, mình còn chưa kể là có những cái chuyện mà kiểu như là nhiều khi bạn tưởng bạn là cái người bạn làm điều tốt nhưng mà nó lại không tốt. Bạn tưởng cái việc của bạn làm nó là tốt nhưng nó lại không tốt thì nó làm sao mà nó tốt được? Sao mà tốt được? Bạn tưởng là mình hiểu biết lắm, mình xui người này người kia, phải làm cái này phải làm cái nọ thì sẽ tốt cho họ, nhưng mà thực ra thì không phải, thực ra thì chưa phải. Mà mình nói luôn, nhiều khi nếu mà để mà nói cái kiến thức đúng hay là chuẩn ý, thì nó phải dựa nhiều yếu tố lắm. Nó đúng ở đây nhưng mà không đúng ở kia, đúng ở môi trường này nhưng môi trường kia nó lại không đúng, đúng cái thời điểm này nhưng mà thời điểm khác nó lại không đúng, đúng với bạn nhưng với người khác lại không đúng, đúng không nào? Nó khó ở cái chỗ đó. Chứ còn nó cứ dễ như là cái kiểu như là cứ đọc sách là giàu, đọc sách là giỏi, học là giàu, học là giỏi thì chẳng có ai đi chơi, đi lao động làm cái gì. Cứ ở nhà mà đọc sách, cứ ở nhà mà học. Thế là tốt, thế là giàu, thế là giỏi, thế là sướng. Đúng không? Làm gì có cái chuyện đó. Nó đâu có cái công thức gì đâu, không có công thức gì đâu. Các bạn cứ nhớ đây, không hề có cái công thức gì. Cái giàu có
chẳng có cái công thức gì để mà làm giàu cả. Hay là cái hạnh phúc, hay là cái sung sướng, cái thành công, chả có cái công thức gì. Mỗi người đều có một cái riêng, có một cái con đường riêng để mà đi. Còn đôi khi là cái kiến thức nó chỉ là cái cơ bản thôi, nó chỉ là cái cơ bản. Bạn ấy, bạn nhặt nhạnh được cái gì nó phù hợp với bạn nhất, phù hợp với cái nơi bạn sống nhất, cái hoàn cảnh của bạn nhất, phù hợp với những cái mối quan hệ xung quanh. Đúng cái thời điểm thì nó sẽ tốt cho bạn. Chứ còn bạn có cao siêu kiểu gì thì kiểu nha. Bạn có cao siêu kiểu gì thì kiểu, nhưng mà nó không đúng. Không đúng với cả cái môi trường bạn sống. Không đúng cái thời điểm, không đúng hoàn cảnh. Đúng không? Áp dụng sai người đều không, khó mà thành công. Đúng không, các bạn cứ để đi. Khó mà thành công. Rất khó mà thành công. Hơn nữa là mình nói quý vị, mình nói các bạn là như này, nếu mà để mà nói người tốt ý, để mà nói người tốt ý, thì bây giờ chúng ta cứ phân ra là mấy cái kiểu người là như thế này nhá. Chúng ta phân ra mấy cái kiểu người là như này: quân tử này, tiểu nhân này, đúng không? Hay là người ta gọi là đại nhân và tiểu nhân, hay là quân tử đi, quân tử và tiểu nhân, đúng không? Quân tử là làm những cái điều nó tốt, còn tiểu nhân là làm những cái điều nó chưa tốt. Tiểu nhân là làm những cái điều cá nhân, quân tử là làm những cái điều vì mọi người chẳng hạn, ví dụ đấy, đúng không? Rồi là ngụy quân tử này, đúng không? Ngụy quân tử là cái lúc người ta làm những cái việc tưởng rất là tốt, nhưng mà bên trong cái hậu người ta lại không tốt. Bên trong người ta ngấm ngầm, người ta làm những cái chuyện không tốt. Hay là cái động cơ của người ta là không tốt, cái hành động người ta là tốt, nhưng mà để mà đạt được cái kết quả cuối cùng là không tốt. Kiểu ngụy quân tử. Ngụy quân tử thì khó đoán. Rồi lại có cả ngụy tiểu nhân nữa. Nghĩa là người xấu giả vờ là người tốt, người tốt giả vờ là người xấu. Đúng không? Chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải hiểu nôm nôm na na là như vậy thì chúng ta mới biết. Có những cái người mình nói các bạn là như này. Có những cái người thì ban đầu khi bạn tiếp xúc với họ, bạn thấy họ rất tốt. Nhưng thời gian sau bạn thấy họ không tốt. Đấy là ngụy quân tử đấy. Có những cái người mà cái nhỏ ấy, họ không tham, nhưng cái lớn họ tham. Ngụy quân tử đấy. Cái nhỏ không hề tham. Không tham. Không tham lam ở cái gì. Nhưng bạn thử đưa cho người ta cái lớn ấy. Bạn thử hở ra cái lớn xem. Người ta làm một phát rồi người ta ôm một phát rồi người ta bỏ chạy luôn. Lúc đấy thì bạn mới giật mình, bạn ngã ngửa ra. Đấy là ngụy quân tử đấy. Bạn cứ để ngụy quân tử ấy thì ban đầu tốt và ban về sau thì không tốt. Tốt lúc ban đầu, lúc sau lại dở mặt, lại không tốt. Cái nhỏ không tham nhưng cái lớn sẽ tham. Khi mà gần bạn ấy, bạn không có cái gì thì thôi, nhưng bạn mà có cái gì, hay là như thế nào, người ta có ý đồ gì với bạn ấy, người ta tiêu diệt bạn liền, người ta lừa đảo bạn liền, hay là người ta lợi dụng được bạn thì người ta luôn là ok với bạn. Bạn hết lợi dụng, người ta cũng hết gặp bạn. Ngụy quân tử đấy, đúng không?
Ngụy Quân Tử lời nói lúc nào nói hay nói ngọt, lúc nào lời nói rất thấu tình đạt lý, rất hiểu biết, bên trong lại khác, nói một đường làm một nẻo. Ngụy Trang khéo lắm, Ngụy Trang rất khéo, đúng không? Mình nói quý vị, nhiều khi nó là như thế này này, ma với Phật đôi khi nó chỉ tranh nhau một cái ý nghĩ thôi, tranh nhau một cái ý nghĩ thôi, hay là người tốt với người xấu tranh nhau một cái ý nghĩ thôi. Thì nhưng mà nhiều khi nó là cái, bây giờ mình nói thế này cho nó ngắn gọn này, đôi khi bạn với cả bạn của bạn sống rất tốt với nhau, nhưng mà đôi khi cái người bạn của bạn ấy xấu hay là tốt với bạn ấy đều là phụ thuộc do bạn. Nhiều khi bạn là cái người bạn biến họ trở thành cái người xấu. Bạn dễ dãi quá, đúng không? Bạn ngu ngơ ngu ngờ quá thì tự bạn biến họ thành cái người tham, tự bạn biến họ thành cái người xấu. Nhưng mà nếu như bạn là cái người chừng mực, bạn là cái người hiểu biết, bạn là cái người cư xử, bạn biết cư xử, biết cho và nhận, biết đối nhân xử thế, khôn khéo, thì chắc chắn là người ta không bao giờ người ta lợi dụng được bạn. Bạn không cho người ta cái cơ hội, người ta làm sao mà người ta lợi dụng được bạn, đúng không? Biết cách nói với người ta những cái điều gì, người ta định khởi lên cái gì, định tham cái gì, định đi quá cái gì, bạn biết cách, đúng không? Bạn khéo léo, bạn ứng xử thì đương nhiên là người ta sẽ thu về chứ, người ta không dám chứ. Mình nói cái bản chất của con người thì đều có mọi thứ, đúng không? Tốt xấu lẫn lộn, tham sân si đủ các kiểu, đúng không? Ai chả thích cái này cái kia, ai chả thích mình là có nhiều, ai chả thích mình là cái người mà kiểu như là hơn người, ai chả thích mình là cái người mà kiểu như là được khen được ngợi, được ca được tụng, đúng không? Ai chả thích mọi người yêu thương quý mến mình, tôn trọng mình thế này thế kia, đúng không? Ai chả thích ăn ngon mặc đẹp, ai chả thích kiểu như là thỏa mãn mọi thứ, đúng không? Thế nên tốt hay xấu ấy, nhiều khi do chính cái bản thân mình. Các bạn nhớ đấy, cái người bên cạnh của bạn như thế nào là do bạn. Các bạn mà đi ra ngoài nha, các bạn đi ra ngoài, các bạn cứ gặp người này người kia mà người ta cứ kêu ấy, người ta cứ kêu ca, người ta than vãn ấy, người ta cứ trách móc người này người kia, người ta nói xấu người này người nọ, người ta tiêu cực người ta này này nọ nọ ấy, là các bạn biết cái người đấy là cái người chưa phải là cái người hiểu biết, chưa phải là cái người khôn ngoan. Bởi vì người ta không hiểu được một cái điều ấy, người khác đối xử với chúng ta như thế nào tất cả là do chúng ta. Là do chúng ta kém hiểu biết. Thế tại sao cái người mà bạn kêu xấu mà người ta lại không xấu với người khác, người ta lại xấu với bạn? Tại sao người ta không lợi dụng người khác mà người ta lợi dụng bạn? Tại sao bạn thấy họ đáng ghét mà người khác lại không thấy họ đáng ghét? Đúng không? Thế tại làm sao? Thế tại người ta hay là tại bạn? Đúng không? Các bạn cứ để đi. Tự bạn cho người ta cái cơ hội, tự cho người ta cái cơ hội để người ta xấu, tự cho người ta cái cơ hội để người ta lấn lướt bạn, người ta lợi dụng bạn, người ta lừa bạn,
Đấy là tự bạn cho chứ. Rồi là như thế này nữa. Rồi là nhiều khi cứ kêu là em là cái người tốt thế này thế nọ, em tốt lắm. Cứ em tốt lắm. Tốt hay không thì như thế nào mà những cái người mình nói, những cái người á, bây giờ bạn tiếp xúc với cái người này người kia, trái ý bạn một tí, tự dưng bạn kiểu như là thái độ mặt mũi, thái độ ánh mắt kinh khủng luôn, ánh mắt hình viên đạn, bắt đầu thái độ xong mồm miệng bắt đầu sẵn sàng là kiểu đấu khẩu luôn ấy. Mặt đỏ tía tai, vừng vừng, sẵn sàng ăn miếng trả miếng, sẵn sàng nói đi nói lại. Cái tốt ở đâu ra? Cái người như vậy thì tốt ở đâu ra? Cái người tốt ấy, người ta đâu có đôi co đâu, người ta nhường nhịn, người ta hiểu biết người ta mới tốt được, mà người ta nhường nhịn. Cái lúc đó người ta không nói ngay, không nói lại, cứ cho nói đi chẳng hạn, người ta nhường nhịn, ok, đúng hay sai từ từ. Khi nào bên kia hạ hỏa, cái bản thân mình nó cũng không vấn đề gì, lúc đó từ từ sẽ nói nhẹ nhàng, có vấn đề gì đâu. Thì đấy mới là tốt chứ, ứng xử thế nó mới tốt chứ, trong lòng thế nó mới là bao dung độ lượng, mới là khoan dung chứ, mới là cảm thông với người khác. Thì ít ra như thế mới là tốt. Chứ đường này ăn miếng trả miếng, đường này phồng man trợn mắt lên, xong rồi cũng này này nọ nọ, người ta nói cái gì là bắt đầu là cứ phải thế này thế kia. Thế tốt kiểu gì, làm gì có chuyện tốt. Bạn cứ đấy đi, như thế thì có phải là tốt hay không? Đúng không? Như thế làm sao mà nói là tốt được? Thôi được rồi, bây giờ mình nói qua một vài cái nét tướng, tí mình lại phân tích tiếp về những cái đặc điểm. À mà mình cũng cảm ơn nhiều bạn khán giả, các bạn lại cũng thích là kiểu như là khi mình chia sẻ về cái những cái người ta gọi là cái tướng tâm đấy, thì những cái đặc điểm các bạn thích mình chia sẻ về những cái thứ đó. Ok, mình cảm ơn các bạn. Đấy thì hàng ngày mình cũng chịu khó mình tìm hiểu, học hỏi thêm kiến thức ở bên ngoài, xong rồi lên giao lưu chia sẻ cùng các bạn, biết được cái gì thì chia sẻ, còn cái gì mà chưa đúng hay là như nào thì các bạn cứ để lại bình luận cho mình nha. Cái gì mà chưa đúng cứ để lại bình luận cho mình. Nhiều khi mình nói quý vị là như thế này này, nhiều khi rõ ràng nha, rõ ràng là có những cái lúc mà mình chia sẻ mình tưởng là cái kiến thức của mình rất là hiểu, mình chia sẻ mình cho là đúng, nhưng mà rõ ràng một thời gian sau quay lại nhìn lại thấy là thật chết rồi, thấy ấy quá. Nhiều cái nó chưa được, nhiều cái nó thiếu sót. Hôm nay mình tưởng là đúng nhưng mà ngày mai tự dưng ngày mai lại lại tìm được cái kiến thức này kiến thức kia, lại 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 phản biện được, lại thế này thế nọ, tự dưng lại thấy nó lại là chưa đúng lắm. Thế nên các bạn muốn nói gì, các bạn mình nói các bạn là như này này, mình nói quý vị là như này này, quý vị xem ấy cứ xem là một chuyện nhá, còn hãy làm thế nào thì làm, cứ tự mình chiêm nghiệm. Xem nó có đúng hay không, chiêm nghiệm suy nghĩ xem nó có đúng hay không, chứ đừng có, nói chung các bạn coi như là tham khảo thôi nha, coi như là tham khảo thôi. Sợ lắm, nhiều khi nó hôm nay nó đúng nhưng ngày mai nó lại chưa đúng. Bởi vì kiến thức mỗi người nó đều là biết cái gì hôm nay biết cái gì thôi, còn có những cái chưa biết là vẫn là chưa biết, mà có những cái chưa biết nó cao siêu hơn. Đấy, mình cứ phải nói trước với các bạn. Bây giờ mình nói về nét tướng nhé.
Bây giờ mình nói về nét tướng này. Các bạn cứ để cho mình nha. Những cái người thường thường là những người mà kiểu như tính tình người ta dễ chịu ý. Mặt mũi, nói chung là nhìn mặt mũi đi nha. Những cái người mà thường là cái tính tình người ta nó độ lượng, nó rộng rãi, nó tốt bụng ý, nó chân thành ý, nó trung thực ý. Ừ, người ta là những cái người mà kiểu như là người ta cứ hay giúp đỡ người này người kia. Nói chung là chúng ta kết giao với người ta ấy, chúng ta thấy yên tâm ấy. Bạn nhìn ngay cái khuôn mặt cho mình. Nhìn ngay khuôn mặt cho mình. Cái khuôn mặt của người ta nó có cái gì? Thường thường là nó cân đối nha. Thường thường là cân đối. Cân đối là cái thứ nhất. Đầy đặn là cái thứ hai. Các bạn nhớ nha. Cân đối, đầy đặn, sáng sủa, da dẻ là phải sáng, mịn màng, mặt mũi là phải hiền hậu, hiền hòa, tươi tắn. Ánh mắt cũng vậy. Ánh mắt phải chứa chan tình cảm, phải chính trực. Phải là những người mà sẵn lòng là kiểu như là giúp đỡ người này người kia, phải có cái sự đồng cảm. Chứ ánh mắt là không được lạnh lùng, không được vô tâm, không được lạnh lùng, không được nhìn thấy người ta thế này thế kia là bắt đầu là tự dưng lại kiểu như là không phải việc của tôi, không phải việc của mình, đấy là việc của họ, lờ đi. Ánh mắt là phải có sự đồng cảm, phải biết quan tâm thì tốt đấy. Mặt mũi cân đối, đầy đặn, sáng sủa. Và thường là như thế này nữa, các bạn nhớ này. Thường là những cái người tốt ý, các bạn nhìn vào cái mái tóc. Cái sợi tóc của người ta ấy, thường là nó mềm. Đừng có mềm quá thì yếu đuối quá. Nó mềm mại, nó mềm, nó bóng, nó đen, tóc mọc dày. Thường là như vậy. Không cứng nhá, không được khô, không được cứng. Đừng có khô, đừng có cứng. Đấy là người tốt đấy. Ăn nói thì nhẹ nhàng. Muốn nói gì nói, ăn nói nhẹ nhàng. Bởi vì mình nói các bạn là như thế này này. Khi mà một cái người mà người ta ăn nói nhẹ nhàng ý, nghĩa là cái tâm của người ta ấy, nó lắng được xuống. Bạn cứ để ý, khi nào cái tâm của bạn nó lắng xuống ấy thì cái giọng của bạn nó cũng thấp xuống, nó trầm xuống, nó nhẹ nhàng được. Hôm nay cái giọng của mình nó hơi khê khê một tí, thế nên ra là nhiều khi mình nói nó hơi phải cố gắng. Nếu mà khó nghe thì các bạn thông cảm cho mình. Khó nghe các bạn thông cảm cho mình. Nhưng mà thường là đấy, các bạn cứ để ý, những cái người tốt, cái lời ăn tiếng nói, cái giọng nói của họ ấy, nó từ tốn, nó nhẹ nhàng, nó từ tốn. Người ta không vội, người ta không vội đâu nha. Người ta không vội. Bạn nhìn những cái người tốt ấy, bạn nhìn tai của họ ấy, tai của họ tương đối là đẹp. Và đặc biệt là như thế này, bạn để cho mình cái điều như này này. Cái người mà cái dái tai của họ ấy, nó vuông hay nó tròn ấy, thì đều được, thì họ là cái người tốt. Nhưng cái sắc tai của họ nó phải sáng tí. Còn cái người nào mà tai ấy, mình nói cái dái tai mà nó nhọn ấy,
Đây là cái dái tai mà nó cứ nhọn này thì chưa hẳn đâu nhá, chưa hẳn là cái nghề tốt đâu. Những cái người mà dái tai mà kiểu nó nhọn thì nhiều khi họ là những người cũng chưa hẳn là người xấu, nhưng mà chẳng qua họ là những người kiểu họ nhạy cảm ý. Họ là cái người mà nhạy cảm, họ dễ đầy bụng, dễ là cái người hẹp hòi, dễ là cái người nhỏ mọn. Thế nên nhiều khi từng cái chút chút một thôi là họ để ý. Bạn mà có nói cái gì nó vô tình thôi, nó không có cái gì nó hữu ý, không có cái gì là thế này thế kia, là họ cứ nghĩ không cẩn thận là họ lại cho rằng là bạn đang nói họ. Thế nên ý, họ dễ bị kiểu nhạy cảm, họ dễ kiểu bị nhạy cảm, thế nên rất nguy hiểm. Đấy là cái dái tai nhọn là cái đầu tiên. Cái thứ hai các bạn nhìn, các bạn để ý cho mình là như thế này nữa này. Cái người nào ấy mà cái sống mũi của người ta đây này nhá, nó thẳng rồi ok, nhưng mà cái sống mũi người ta ấy nhìn nó cao và cái bản ở sống mũi nó đầy đặn, nó đầy đặn, cái đầu mũi người ta tròn. Thường những cái người đó thường là những cái người chơi được, những cái người đó họ thường là những người họ khá là sống tốt, họ biết quan tâm đến mọi người, thì trong cuộc sống họ biết nhường nhịn, nhiệt tình, nhiệt tình. Bạn chơi với họ nhiều khi bạn cần giúp đỡ cái gì mà kể cả bạn không nói ra, nhưng mà người ta nhìn thấy bạn ấy đang thế này thế kia, người ta sẵn sàng, người ta giúp đỡ bạn, người ta sắn tay, không thì người ta có giúp được cái gì là người ta giúp, chẳng cần phải nói ra, họ nhiệt tình lắm. Đầu mũi tròn, sống mũi cao nhưng mà nó không bị trơ xương. Chứ còn cái người nào mà bạn nhìn nhé, cái sống mũi của họ ấy, nó trơ xương ấy, nhìn nhiều khi nó cái sống mũi của họ nhìn nó sắc sắc lẹm ấy, nó như cái lưỡi dao hay là như cái sống dao ấy, cái người đó chưa phải là cái người tốt. Hay là cái người nào mà kiểu như là cái đầu mũi của họ nó nhọn ấy, đầu mũi nó không có, nhìn nó nhọn, nhìn nó sưng sầu, chưa là người tốt. Những người đó thường là những người kia, tức là họ họ làm bất cứ cái gì họ chỉ nghĩ đến cái lợi ích của họ, mà nhiều khi sống kiểu như là bạc, sống kiểu bạc. Những cái người đó làm cái gì cứ được việc của họ thôi, quyền lợi của họ thôi, còn bạn như thế nào không cần biết. Bạn có tốt với họ bằng thừa, không ghi nhận, tốt với họ bằng thừa. Mà nhiều khi những người đó là những người kiểu như là người ta là cái người ta không biết điều ấy, không biết đủ, không biết điều. Bạn nó có cho họ cái gì, bạn giúp họ cái gì á, thì càng nhiều càng tốt, cứ nữa đi thôi nữa mà. Thì những cái người như vậy mà cái lúc bạn giúp họ, bạn cho họ ấy, thì họ rất là vui đấy. Nhưng mà bạn mà đã giúp họ rồi nha, mà bạn lại kiểu như là giúp một lần mà lần sau mà không giúp nữa ấy, là họ không vui, là họ không vui liền ấy. Họ lập tức là họ quên hết những cái lần mà bạn giúp họ ngay ấy. Mà ở đời có những cái người kinh lắm nhá, mình nói các bạn là như này này,
không phải là cứ bạn ai là cứ giúp đâu. Có những người kinh lắm, có những cái người mà bạn giúp họ ấy, thà bạn không giúp thì thôi, nhưng bạn giúp họ ấy, tự dưng họ đeo bám bạn, đeo bám, kinh lắm. Giúp họ một lần, lần sau họ đến, họ tìm đến bạn ấy, họ buộc bạn phải giúp họ ấy. Ừ. Không thì họ làm đủ cái trò, đủ mọi trò ấy. Thế nên cẩn thận. Mà đặc biệt là những cái người, những cái người như vậy, họ có cái tướng là như thế này này. Để ý cho mình nha, những cái người như vậy họ có cái tướng là như này này. Cái mũi thì nhọn, nghĩa là cái đầu mũi thì ít thịt, cái sống mũi thì nó cao và nó kiểu như là nó sắc, trơ xương nha. Hai cái bên lưỡng quyền của họ ấy, nó nhọn hoắt mà. Má thì hóp vào, hai bên lưỡng quyền thì nhọn hoắt ra. Tai mỏng, dái tai nhọn. Mắt nhiều khi lòng trắng, nhiều khi mắt lại còn hình khuôn hình tam giác. Thì bạn cứ để ý. Nhiều khi cái miệng của họ ấy, cái môi của họ ấy, nó hơi thâm, bợt bạt, nhợt nhạt, nó thâm. Cái cằm họ nó cũng trơ xương. Có những cái người cái ít đầu đây này, nó nhọn, nói lên nó sớm chạy lên chạy xuống này. Để ý cho mình, kiểu vậy. Và nhiều khi cái da rẻ, cái nước da của họ ấy, nó không được sáng, không sáng, nhìn nó nhợt nhạt, nhìn nó xanh xao, nhìn nó xanh xao, da không sáng. Nói chung là nhìn người kiểu như là nhìn người ngợm nó không sạch sẽ, nhìn người ngợm họ không được sạch sẽ. Mình nói ở đây không có cái chuyện mà nói đến cái chuyện mà ăn mặc đẹp hay là không đẹp, giàu hay không giàu, không nói đến chuyện, chưa nói đến cái chuyện đó. Cái người mà nhìn cái nước da, nhìn cái cơ thể người ta nó không được sạch ấy, bạn có ăn mặc kiểu gì thì ăn mặc, bạn có hàng hiệu ăn mặc đắt tiền kiểu gì đắt tiền, nhưng mà nhìn bạn nó cứ bẩn ấy. Còn cái người nhá, mình nói kể cả là không có tiền, nhưng mà người ta giản dị thôi, nhưng mà người ta ấy, cái da rẻ nó mịn màng, nó tươi sáng, nhìn nó sạch sẽ, nhìn vẫn là sạch sẽ. Các bạn để ý cho mình cái điều đó. Nói tiếp này, cái người tốt ý, cái người tốt, bạn lại nhìn cho mình vào cái này nữa. Những cái người tốt nhé, các bạn nhìn cái cằm của họ rất đẹp. Các bạn nhìn cái cằm đẹp lắm. Thường những cái người tốt, cái cằm người ta nó đẹp, cằm người ta nó tròn, nó tròn, thường cằm tròn, đầy đặn. Cái bạn nào mà có nọng cằm nữa thì ok, cái người có nọng cằm thì họ cũng là những cái người mà biết quan tâm người khác. Cái người có nọng cằm thường là họ là những người họ kiểu như là nói chung cằm tròn đầy đặn, đều là người tốt. Cái người có nọng cằm nữa thì họ đều là những người kiểu như là họ sống có đầu có đuôi. Có đầu có đuôi.
tốt với họ, bạn giúp họ cái gì là họ nhớ. Nhiệt tình. Mà những cái người cằm đẹp ấy, kề là nóng cằm, kề là cằm tròn đầy đặn thế này thế kia ấy. Cái cằm vuông thì cũng tốt, cũng đầy đặn cũng tốt, nhưng mà cái người cằm vuông mình nói là thế này, là nhiều khi những cái người cằm vuông ấy thì họ là kiểu như là họ sống nó nguyên tắc quá. Thì nó nguyên tắc quá, nó cứng rắn quá. Thì đôi khi họ là những người họ hay làm những cái việc, ví dụ như là mình nói nhá, bây giờ làm sếp đúng không? Làm sếp thì phải như thế nào? Phải có cứng có mềm chứ, nó phải rõ ràng chứ. Thế bây giờ mềm mỏng với bạn thì bạn cho là tốt, đến khi mà cứng rắn với bạn thì bạn làm sai người ta đuổi vợ, nó đuổi việc bạn luôn đi, thì lúc đấy bạn lại kêu người ta là cái người vô tình, lại kêu người ta là cái người xấu. Mà người ta phải thế, nó phải cái gì nó ra cái đó thì cái tập thể nó mới tồn tại được chứ. Thế người ta đâm ra là nhiều khi người ta sát phạt quá, cứng rắn quá, người ta có tài lãnh đạo quá, nhiều khi chúng ta bình thường chúng ta không hiểu, chúng ta lại nói là họ là cái người chưa tốt chẳng hạn. Nhưng mà thực ra không phải là thế. Nhưng thực ra thì chưa phải là thế. Đúng không? Đấy, thế nên bây giờ mình chỉ là đến cái cằm tròn thôi, chẳng hạn là như vậy. Còn nó tùy nhá, nó tùy nhiều nhiều thứ nữa, nhiều bộ vị nữa. Thì những cái người mà cái cằm người ta nó dài dài một tí, nó đầy đặn, nó tròn, nó cân đối, đều là cái người tốt. Đều là những cái người mà kiểu như là biết điều, biết trước, biết sau, biết quan tâm đến người khác. Nói chung là họ đều là những người uy tín, có uy tín. Những người này thì thật thà, cân đối nhá, cằm cân đối. Người ta chân thành, chân thành, chân thật, mà cũng giỏi. Mình nói những cái người đó, họ cũng là những người họ làm cái gì họ cũng, cái việc khó gì là họ cũng làm đấy. Họ bền vững lắm, bền bỉ lắm. Chứ không có cái chuyện là cứ việc dễ thì làm, bắt đầu việc khó thì là thôi đâu. Không, mình nói có những cái bạn, những cái bạn nào mà kiểu như là cái cằm của bạn ấy nó mỏng manh quá ấy. Thì cái cằm nhìn nó yếu, hay là cái cằm nhìn nó vẹo, hoặc là nó nhọn, nó ít thịt, thì các bạn thường là những người các bạn làm cái gì nó thiếu trách nhiệm. Làm thiếu trách nhiệm, nhiều khi dễ bỏ cuộc. Nhiều khi ví dụ là giao cho bạn cái việc gì mà kiểu như là nó hơi lớn một tí, hay là thế này thế kia, không yên tâm đâu. Bởi vì mình nói như một cái người nào nhá, mà khi mà giao việc cho người ta nhá, khó đến mấy người ta cũng hoàn thành. Người ta lúc nào cũng cố gắng trên cái mức của người ta ấy. Người ta đảm đương được ấy. Thì giao việc cho người như vậy thì mới là yên tâm chứ. Chứ giao việc cho bạn ấy, nhiều khi nó chưa khó thì bạn đã chưa tìm cái cách tháo gỡ, bạn chưa hỏi han, bạn chưa gọi điện, chưa thế này thế kia, đã buông này. Thế thì làm cái gì? Chưa gì đã buông, đúng không? Thiếu tin cậy, đúng không? Đấy, cái người cân đối nha, cầm cân đối. Bạn cứ thấy cái người nào cầm cân đối, tròn, nó đầy, có nọng cầm thì càng tốt. Có nọng cằm là tốt, cằm trẻ thì cũng tốt, cằm trẻ thì cũng tốt, nhưng mà nhiều khi những cái bạn cằm trẻ thì tính tình các bạn cũng khá là cá tính, cá tính, cũng thông minh, cũng cá tính, nhưng mà đôi khi cũng thẳng tính, nhiều khi cũng không thích nịnh, cũng thẳng tính. Thế đâm ra là ai mà không thích ai sai bảo đâu, này này nọ nọ không,
Nhưng mà nhiều khi các bạn kiểu như là còn trẻ, đôi khi các bạn kiểu như là cái trong cái công việc ấy, nhiều khi bạn cũng thiếu đi cái người ta gọi là cái ổn định ấy. Có phần là thiếu cái lập trường, nhưng mà những cái bạn cần trẻ được cái là các bạn thông minh riêng. Các bạn thường là những cái người các bạn làm về nghệ thuật thì có khi là tốt, cái tâm hồn nghệ thuật các bạn lớn, các bạn có năng khiếu về nghệ thuật, mà cầm trẻ mà đầy đặn, nói chung là đi kèm nhiều nhiều bộ vị nữa, nói chung là phải được nhiều bộ vị nữa. Chứ còn bây giờ mà nói không thôi, nhiều khi các bạn chưa ấy là đâm ra nó dễ hiểu lầm, đúng không? Cái người tốt nữa ấy, thì bạn bạn để ý cho mình nhé, cái này không thiếu nhé. Có khi nhiều khi các bạn đi, các bạn gặp cái người nào bạn chưa cần phải nhìn mặt mũi người ta đâu, bạn nhìn vào cái bàn tay cho mình, cái nhìn vào cái bàn tay cho mình, cái người nào mà có cái bàn tay người ta mà đầy đặn nhé, mà dày dặn, mà đầy đặn, cái ngón tay người ta nó thẳng, nó mềm mại, đừng có cứng, đừng có cứng quá, đừng có khô, nó mềm mại, nó tươi tắn, da tay nó mịn màng, ngón tay nó thon mà nó thẳng, mà nhiều khi cũng không cần phải thon lắm đâu, nhưng mà nó cứ thẳng, tay hồng hào ấm áp, nói chung tay nhìn cái bàn tay đẹp là các bạn biết, bạn cảm nhận được đúng không? Cứ cái người nào mà bàn tay đẹp, họ đều là những người khá tốt. Họ đều là những người khá tốt, đều là những người chơi được. Những người có bàn tay đẹp họ thường là những người, nó có nhiều trạng thái bàn tay lắm nhé. Nhưng mình nói cơ bản mình đánh nôm na thôi nha. Nó nhiều trạng thái bàn tay lắm, rất nhiều dáng bàn tay, rất nhiều kiểu dáng bàn tay. Nhưng mà đại loại là cái bàn tay đẹp ý. Ngón thẳng, dài, thon, thông minh, đều là những người, người ta là những người, người ta thông minh này, người ta là những người, người ta hay thích làm những cái việc tốt. Người ta cũng là những người khéo giao tiếp, khéo ngoại giao nhá. Các bạn cứ nhớ đấy, khéo đối nhân xử thế thì cũng là cái người chân thật, là cái người thích giúp đỡ người khác. Bàn tay đẹp đấy. Mà những cái người có bàn tay đẹp, mình nói nhá, người ta nhá, kể cả là không giàu nhá, nhưng mà người ta vẫn luôn là sung túc, vẫn luôn đầy đủ. Cái người có bàn tay đẹp thường là có quý nhân, nhiều khi cứ hết tiền lại có. Còn giàu thì là rất giàu, cứ rất giàu, nhưng mà cái mức độ mà thấp nhất ấy, thì là không bao giờ là kiểu như là bị túng thiếu. Cứ chưa hết tiền thì lại có tiền, lại có lộc, lại có may mắn. Bàn tay đẹp đấy. Nhiều người nha, mình nói các bạn là như này này, nhiều người mặt mũi thì nhìn được, mặt mũi thì nhìn được, nhưng mà cái bàn tay xấu, bàn tay không đẹp, chưa phải tướng, chưa phải đẹp, tướng chưa đẹp. Nếu bàn tay bạn chưa đẹp, tướng chưa phải là đẹp. Kể cả là mặt của bạn nó có đẹp như thế nào, nhưng mà cái bàn tay bạn chưa đẹp thì tướng vẫn chưa đẹp. Cái cuộc sống kiểu gì nó vẫn cứ lận đận, vẫn cứ này này nọ nọ, thì nó vẫn có những cái lận đận, vẫn có những kiểu như là cái suy nghĩ nó chưa được gì nhỉ? Bây giờ mình dùng cái từ gì bây giờ nhỉ? Nó chưa được hợp lý. Cái quyết định mọi thứ nó chưa được hợp lý. Cái đúng cái sai chưa phân biệt được. Ê, nhiều khi lại hay kiểu như là bị một chiều, bị bảo thủ. Ê, nhiều khi đi sai đường mà không biết là mình đi sai đường. Đúng sai là đôi khi là kiểu như là lờ mờ.
kể cả mặt bạn đẹp nhưng bàn tay bạn chưa đẹp. Nhưng mà những cái người có cái bàn tay đẹp ý, thì nhiều khi họ là những người họ có thể là họ cái này cái kia là họ họ rõ nét hơn, thường là rõ nét hơn, hợp lý, thường hợp lý hơn, cư xử hợp lý, mọi thứ hợp lý hơn. Đấy là bàn tay đẹp. Mặt chưa được đẹp lắm nhưng bàn tay đẹp vẫn là tương quý, vẫn là tương quý. Và những cái người có cái bàn tay đẹp, họ thường là những cái người hay thích giúp đỡ người này người kia, thường sống tử tế, thường là cái người đạo đức. Còn bàn tay bạn ý, mà nó rất xấu ý, thì cái số bạn rất là long đong. Có những cái người bàn tay rất xấu, cong cong queo queo, gầy gầy guộc guộc, nhấp nhấp nhô nhô, khẳng khẳng hiu hiu, bắt đầu nó không khít. Có những người tay thì dày gồm gộp, ngón tay thì to, to như là chuối mắn ý. Ngón tay ý. Mình nói các bạn nha, cái ngón tay ý, nó to theo cái kiểu chuối mắn nó khác, mà to theo cái kiểu như là chuối ngự nó khác. Cũng là to mà chuối ngự nó khác, và chuối mắn nó khác. Các bạn hình dung. Nói chung là bạn cứ để ý nha, những cái người mà có cái bàn tay đẹp họ thường là cái người tốt. Thường là cái người tốt. Tay đẹp mà dày dặn nha. Tay thì hơi hồng hào, tay ấm, da rẻ nó mịn, móng tay móng tiếc là nhìn trong nó phải, móng tay nhìn nó phải kiểu như là nó cứng, mà nhìn nó hồng hào ở cái phần móng ấy. Và đặc biệt là móng tay nha, là phải khi nó mọc dài ra ấy, là nó phải thẳng. Chứ còn cái người nào nha, mình nói những cái, có những cái người mà cái móng tay cứ mọc dài ra ấy, bắt đầu nó cứ cong vào này, nó cong này, càng dài nó càng cong, nhiều khi nó quặp vào ấy, nhiều khi nó quặp vào ấy, người đó ích kỷ lắm. Ích kỷ lắm, cái người đó cá nhân lắm, cái người đó làm cái gì thì cũng chỉ là kiểu như là biết bản thân thôi. Cái người đó hay đòi hỏi người khác, làm cái gì chỉ biết bản thân mình thôi. Không cho ai cái gì. Bạn cứ để ý, kiểu như vậy. Hay là những cái người nha, mình nói có những cái người mà kiểu như bàn tay người ta cứ dày gồng cộp thì cứng nhăng nhắc, thì các ngón tay nó to nhìn nó thô ấy, rồi tay nhìn nó nứt nẻ, nó xấu, nhìn nó bẩn bẩn ấy. Nó là do tướng đấy. Mình nói có những bàn tay bạn có rửa xà phòng xà phiếc kiểu gì thì bạn rửa, nó vẫn nhìn nó vẫn bẩn bẩn. Nó do tướng bàn tay đấy. Muốn đẹp không đẹp được, do tướng đấy. Cái bàn tay, cái tướng bàn tay đẹp ấy, dù là qua thời gian năm tháng vẫn đẹp. Có làm việc nặng vẫn đẹp. Bạn hãy nhớ đấy. Còn cái bàn tay mà chưa đẹp ý, cho bạn ngồi chơi, tay vẫn chưa đẹp. Không cần phải làm cái gì, tay vẫn không đẹp. Chỉ việc cho bạn cứ ngồi suốt ngày, ngồi ăn, ngồi chơi. Nhưng mà bàn tay của bạn nó thô, nó xấu, nó vẫn là thô, vẫn là xấu. Các bạn hãy nhớ cái điều đó. Cũng giống như là cái kiểu như là cái người nào mà là cái người kiểu như là người ta tử tế, người ta sống
người ta sống tốt, người ta sống có bản lĩnh ấy, cho người ta vào trong cái môi trường nào đi chăng nữa, bạn có đưa người ta vào cái môi trường nào đi chăng nữa, người ta vẫn là cái người tốt. Muốn người ta xấu, người ta cũng không xấu được. Nó là như vậy đấy. Còn có những cái người như mình nói là có những cái người mà thiếu bản lĩnh chẳng hạn là như vậy. Hay là cái tướng người xấu ấy, bạn cho người ta vào cái môi trường tốt người ta vẫn xấu. Mà bạn cho người ta vào cái môi trường xấu người ta càng xấu. Người ta càng xấu. Bạn để cho mình nhé, cái người nhé, cái người tốt ý, thì người ta thường là người ta là cái người thật thà, thường là cái người thật thà, mà thường là cái người nhé, người ta chơi với bạn, người ta sống với bạn ấy, người ta khen ngợi bạn ấy là khen đúng, mà đôi khi ý, khen ngợi bạn ấy là để động viên bạn, khiến bạn vui. Ừ, mà là người thật thà, có gì bạn có vấn đề gì người ta góp ý cho bạn. Nhiều khi người ta dám phê bình bạn, người ta phê bình bạn liền đi, đấy là người tốt. Ừ. Chứ còn mình nói nhá, những cái người mà thấy lỗi gì của bạn là thôi cứ kệ, rồi cứ khen bạn thôi, cứ khen thôi. Ừ. Cứ thao túng tâm lý, thao túng cái cảm xúc của bạn, cứ khen ngợi bạn. Ừ. Xong rồi cứ gán nhãn cho bạn. Tránh xa cái người đó ra. Cái người đó không phải là người tốt nha. Bạn mà có những cái người bạn như vậy thì thôi, chia buồn với bạn. Chia buồn với bạn. Mà kể cả những người nào xung quanh bạn thì bạn cứ để ý nhé. Cứ để ý những cái người xung quanh bạn đi. Ok. Họ biết cách nói chuyện, biết cách khen ngợi, biết cách động viên. Nhưng mà không phải là vì họ làm những cái điều đó để họ lợi dụng gì ở bạn, để họ đạt được cái gì từ bạn, không. Phải là vô tư. Mà trong cuộc sống ấy, có đi có lại, nó sòng phẳng, nó vô tư. Chứ còn những cái người mà khen bạn ấy, xong rồi khen bạn, nịnh bạn ấy, bỡ đỡ bạn ấy, thế này thế kia để được cái gì từ bạn, lợi dụng bạn, là những người đó chưa phải là người tốt. Họ thấy bạn sai đúng không? Họ không chỉ cho bạn, không nói cho bạn. Thì không nói cho bạn. Chưa phải là người tốt. Chưa phải là người tốt. Nhiều khi họ nhìn thấy bạn sai, họ kệ bạn. Để cho bạn cứ kém đi. Để cho bạn cứ sai đi. Thì mà bạn kém ấy, bạn sai ấy, thì đương nhiên là họ có lợi. Cái người như vậy, người như vậy không phải là người tốt. Người như vậy nguy hiểm lắm đấy. Bạn nhớ đấy. Người như vậy nguy hiểm lắm. Các bạn cứ nhớ đấy. Còn cái người ấy, thấy bạn sai, họ góp ý cho bạn liền ý. Dĩ nhiên là họ sẽ mềm mỏng, họ sẽ nhẹ nhàng. Họ sẽ nhẹ nhàng để không không khiến cho bạn buồn, không khiến phải mất lòng ý. Họ khéo léo, nhưng họ sẽ góp ý cho bạn. Và bạn ý có tốt ý, thì họ vui. Bạn càng tốt thì họ càng vui.
đấy là cái người chơi được, chứ còn toàn là khen bạn thôi, làm cho bạn ảo tưởng, làm cho bạn cứ tưởng bạn là cái người tài giỏi lắm, làm cho bạn cứ tưởng bạn là cái người ghê gớm lắm. Ê, xong rồi cái này cái kia, nhiều khi bạn sai còn cổ vũ cho bạn ấy. Ê, thế là bạn nguy hiểm liền. Bạn mà có những cái người bạn như vậy thì chơi cho nó vui thôi, nhưng mà phải đề phòng người ta nha. Bạn mà có những cái người bạn như vậy là phải cảnh giác. Ê. Chưa tốt. Cái người như vậy là cái người chưa tốt. Mà nhiều khi bạn chưa phải là đáng khen ngợi, đáng ca ngợi, mà họ vẫn ca ngợi được bạn, họ vẫn khen ngợi được bạn. Chưa tốt nhé, đừng có chơi. Tỉnh táo vào. Bạn chơi, bạn kết giao, bạn quan hệ, bạn tỉnh táo vào, tiếp xúc người ta tỉnh táo vào. Đừng có nghĩ là người ta cứ ca ngợi bạn, cứ khen ngợi bạn là được đâu. Đừng bao giờ nghĩ thế. Bạn là bạn thật lòng, mà người ta là cái người, người ta không thật lòng. Ừ. Người ta nói như vậy đấy, bạn nghe bạn sướng, rồi bạn tin người ta, bạn quý người ta, bạn tin người ta, trong khi người ta, cái việc của người ta là chỉ nói thôi, chỉ nói bằng cái lưỡi thôi. Thế là bạn chơi với họ là bạn thiệt đấy, cẩn thận đấy, chớ vội tin. Hơn nữa là như thế này này bạn, cái người tốt ý, thì bạn hãy nhớ là thế này này, họ làm cái lời nói và cái hành động, cái lời nói và cái việc làm ý, nó đi song song với nhau. Không nói bừa, không nói ẩu đâu. Không hứa hứa hẹn hẹn mà không làm được đâu. Ừ. Bạn nhớ đấy. Không có cái chuyện là vui lên là cứ hứa hứa hẹn hẹn, để hết vui là thôi. Cái người tốt ý, khi người ta đã hứa ý, người ta đã nói ra ý, là người ta thực hiện, là người ta làm. Đấy là cái người tốt. Mình nói nhá, người ta đã hứa nhá, người ta đã hẹn nhá, người ta đã nhận lời nhá, luôn chuẩn. Người ta đã nhận lời với bạn một cái gì, hay là mình nói ví dụ đơn giản, bây giờ người ta là cái người làm ăn đi, người ta nhận qua điện thoại rồi, ok, mặt hàng này, mặt hàng kia, giá này, giá nó, ok, là ok. Hôm sau giá nó bị xuống hay có bị hớ, người ta vẫn thanh toán đầy đủ cho bạn. Đấy là người tốt. Đấy là người tốt đấy. Người ta uy tín, người ta giữ sự tín ấy, cũng là người tốt đấy, còn gì nữa. Chứ còn có những cái người mình nói các bạn là kiểu như là không tin nổi. Ê, nói thì rõ là thế này thế kia, nhận lời xong bắt đầu thấy nó bị hố, là người ta dở giọng. Không phải là người tốt. Không phải là người tốt. Cái người không có uy tín lấy đâu là người tốt. Bạn thấy là những cái người tốt, người ta đã là người tốt là những người, người ta phải là những người, người ta sẵn sàng, người ta chịu thiệt. Người ta sẵn sàng, người ta chịu thiệt, người ta là những người ta chịu đựng được.
nhiều khi người ta là những người, đôi khi người ta là những người, người ta nhìn thấy người khác vui là người ta đã vui, không tranh giành, đấy người tốt đấy. Ban đầu thì những cái người như vậy, mình nói những cái người như vậy, ban đầu họ có thể là những người họ thiệt thòi, nhưng mà về sau, càng về sau, càng về sau, họ lại càng là những người mình nói rất lắm lộc, rất may mắn. Càng ngày cái phúc của họ nó càng lên, nó càng vững ấy. Họ càng là cái người may mắn. Còn những cái người khôn ngoan như thế nào chưa cần biết, nhưng mà cái kiểu như là cái trong cái cách sống của họ ấy, họ là những người họ cứ gian dảo, cứ lươn lẹo, cái khôn ngoan cái gì không biết, nhưng mà không có uy tín ấy. Ừ, cháo trở, cứ lật, miễn sao có lợi. Cái người như vậy, họ chỉ là họ được những cái trước mắt thôi, nhưng mà sau này họ khó khăn. Những người như vậy sau này rất khó khăn, bạn cứ để ý. Bây giờ bạn cứ để ý ngay, kể cả là những cái mối quan hệ của bạn ấy, bạn cứ để ý nhá. Cái người nào là cái người mà tử tế, chân thành, chân tình, chân thành chân tình mà các bạn ấy cảm thấy các bạn tin tưởng ấy, các bạn kết giao với họ ấy, và các bạn thấy là ở cái người này là cái người họ biết quan tâm, đúng không, biết quan tâm người này người khác, biết quan tâm bạn, và họ cũng là cái người biết điều ấy, và họ cũng là những người họ sẵn sàng, sẵn lòng là họ chịu thiệt ấy, bạn rất nể họ và bạn cũng rất là quý họ. Và chắc chắn nhé, khi mà có cái cơ hội gì, nếu như bạn là cái người bạn tốt ý, hay là bạn là những người bạn cũng hiểu biết ý, khi có cái cơ hội gì bạn muốn trao cho họ ý, mà kể cả làm ăn hay làm cái gì mà hợp tác, bạn vẫn thích hợp tác với họ, đúng không? Và mình nói luôn là như này, là những cái người như vậy họ thường là những người nhé, họ thường là những người rất chịu khó, họ cũng thường là những người rất kiên nhẫn. Tất cả những cái người tốt đều là người chịu khó, đều là người kiên nhẫn, đều là người trung thực, đều là người có uy tín, đúng không? Đều là cái người mà sống ý, rất là vì, biết cho đi, biết nhận lại, biết giúp đỡ. Cái người như vậy làm sao mà khổ được. Cái người như vậy không bao giờ khổ được. Mà thường thường những cái người như vậy, người ta đã là như vậy thì người ta lại là những người, người ta rất là, mình nói, người ta đã chăm, đã hy sinh, đã kiên nhẫn, đã thế này thế kia, người ta đương nhiên người ta sẽ là cái người có kiến thức, và đương nhiên họ sẽ là những người họ rất chịu khó học hỏi. Đúng không, các bạn cứ để ý đi. Cái điểm nữa, một cái điểm nữa bạn rất dễ là bạn nhìn, bạn nhận ra này. Cái người tốt thì khi mà các bạn gặp người ta, khi các bạn tiếp xúc với người ta thì các bạn sẽ thấy một cái điểm là như thế này. Người ta là những người, người ta rất là khiêm tốn đấy. Cái người tốt ấy, bạn cứ để ý, rất khiêm tốn.
kể cả là khi bạn nói chuyện với người ta ấy, ý, người ta luôn lắng nghe bạn, người ta không tỏ ra là hơn bạn một cái gì đâu, không bao giờ họ tỏ ra là họ hơn bạn, mọi thứ không bao giờ, họ rất khiêm tốn, người tốt đấy. Người ta luôn lắng nghe được bạn, không tranh đâu, không tranh hơn, tranh thua đâu. Không bao giờ muốn là cái kiểu mình là cái người hơn người, rồi người khác là cái người mà thấp hơn mình, kém hơn mình. Không, người ta không thể hiện đâu. Không thể hiện để bắt bạn là phải kiểu như là phải phải tôn trọng người ta, phải nể người ta, phải coi người ta là hơn hay thế này thế kia. Không, người tốt người ta bình đẳng. Người ta bình đẳng lắm nhé. Người ta khiêm tốn khiêm nhường lắm. Không có chuyện mà ngồi bắt đầu cứ kiểu như là hơn thua nhau câu nói, bắt đầu cứ thể hiện, bắt đầu cứ ta đây, bạn nói đến cái gì người ta cũng át bạn đi, thì bạn nói đến quan hệ thì người ta lại nói quan hệ người ta thì quan hệ lớn hơn bạn, bạn nói đến hiểu biết người ta lại nói là người ta hiểu biết hơn bạn, bạn nói đến cái chuyện mà giàu sang giàu có thì họ cũng thể hiện là họ là cái người giàu có hơn bạn. Nghĩa là cái gì thì cái họ luôn tỏ ra họ là cái người phải là hơn người. Cái người như vậy không bao giờ là người tốt nhé. Các bạn nhớ đấy, những cái người như vậy không bao giờ là người tốt. Và cái người tốt ấy, đặc biệt là như này này, cái khiêm tốn khiêm nhường của người ta là một chuyện rồi. Cái thứ hai là như thế này nữa này. Các bạn nhớ này, cái người tốt ấy, người ta chơi với bạn ấy, người ta mộc mạc, người ta mộc mạc không hoa lá cành đâu. Người ta quan hệ bạn, người ta mộc mạc lắm, không hoa lá cành. Nó cứ chân tình, nó cứ chân thành ấy, nó cứ mộc mạc lắm. Nhiều khi bạn tiếp xúc với người ta xong, bạn bảo là bạn còn nghĩ là cái người này là cái người đúng là nhiều khi cũng hơi thô thô, mà nhiều khi không khéo. Nhưng mà những cái người như vậy, mình nói những cái người như vậy, họ mới là những cái người họ gắn bó với chúng ta lâu. Những cái người như vậy họ mới là cái người chân tình, họ mới là cái người gắn bó lâu. Các bạn cứ nhớ, đấy mới là những cái người tốt. Nhiều khi chúng ta thấy họ có khi họ hơi vô duyên ấy, kiểu như vậy, nhưng rất mộc mạc ấy, kiểu mộc mạc. Không cần phải khéo lắm đâu. Bạn nhớ nhá, không cần phải khéo lắm đâu. Cái người mà càng khéo, cái người càng khéo là các bạn cũng cẩn thận đấy. Cái người mà quá giỏi hay là quá khéo, các bạn đều là hết sức cẩn thận. Quá giỏi hay là quá khéo, họ đều là những cái người, nói chung là khó đoán lắm, khó đoán lắm. Ở đời có những người khó đoán lắm đấy. Có những cái người, người ta học thức người ta nhiều, người ta tinh vi lắm, người ta không, nói chung là nói chung là có những cái người, người ta kinh khủng, kinh khủng, người ta giỏi, người ta kinh khủng. Nhưng mà càng giỏi càng kinh khủng, nhưng mà để mà nhìn nhận là tốt hay là không tốt hay là như thế nào, đôi khi nó cũng phải là cái thực tế nữa. Chứ bây giờ nhiều khi mình chia sẻ ở đây có khi nó chưa được đủ ý. Nếu mà chưa được đủ ý, chúng ta dễ là những người chúng ta dễ hiểu lầm. Mà hiểu lầm thì đương nhiên sẽ là không tốt. Hiểu lầm đương nhiên sẽ là không tốt. Nhưng mà các bạn cứ nhớ là thế này này, cái người mà người ta là cái người tốt ấy, người ta làm cái gì thì người ta cứ nghĩ đến cái chung, người ta nghĩ đến cái đại cuộc.
người ta coi cái đại cuộc nó lớn hơn cái lợi ích của tập thể nó lớn hơn cái lợi ích của cá nhân. Đấy là cái lợi tốt, đấy là cái người tốt. Còn cái người nào mà người ta cứ làm cái gì người ta cứ coi cái lợi ích của cá nhân đi, là bên trên, là trên đấy đi, là cái người chưa tốt. Kiêu căng, kiêu ngạo đều là chưa tốt hết. Cái người mà kiêu căng, kiêu ngạo dễ sinh ra cái đố kỵ. Bạn kiêu ngạo, bạn không muốn ai hơn mình, thì đương nhiên có cái người nào mà người ta hơi thế này thế kia một tí. Ừ. Bình thường bạn là cái người bạn được nhiều người người ta nể nang bạn, người ta thế này thế kia, nhưng mà tự dưng bạn lại thấy có cái người nào tài đức hơn bạn, tự dưng lại thấy người khác lại có vẻ nể nang hơn, thế đâm ra bạn lại sinh ra bạn bạn đố kỵ, bạn ghen tị với người ta. Cái người kiêu ngạo là cái người luôn muốn mình là cái người cửa trên. Ừ. Luôn cho mình là cái trung tâm vũ trụ, luôn muốn là mọi người phải yêu, phải chiều, phải mong, phải thế này thế kia với mình, phải quỵ lụy mình, phải nịnh bợ mình, phải tâng bốc mình, phải ca ngợi mình. Thế đâm ra là nhìn thấy có cái người nào mà người ta ngang cơ hay là người ta hơn cơ mình tí, bắt đầu là đố kỵ, bắt đầu là ghen tị. Mà cái trò mà đố kỵ, cái trò mà ghen tị rất hay có cái kiểu như là sẽ tìm cái cách để mà bôi nhọ cái hình ảnh của người ta đi, kiểu dẫm người ta, đạp người ta xuống để mình kiểu như là mình lại nổi bật lên. Xong bắt đầu tính trăm phương ngàn kế này này nọ nọ, cuối cùng là gì? Cuối cùng là suy ra đấy cũng là cái người chưa tốt. Cái người mà cứ muốn mình phải là cái người hơn người, muốn kiêu ngạo ý. Thế nên muốn nói gì thì nói. Cái người khiêm tốn, khiêm nhường ấy, họ vẫn là cái người tốt. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn cứ để ý nhá, cái khiêm tốn, cái khiêm nhường ấy, thì các bạn cũng cần phải quan sát. Cần phải quan sát. Có nhiều người ta cũng giả vờ giỏi lắm, giả vờ khiêm tốn, khiêm nhường thôi. Có khi cái lợi nhỏ họ bỏ qua ấy, rồi thử xem cái lợi lớn xem như thế nào. Nói chung nhiều khi chúng ta nếu mà để mình nói trong cuộc sống, nếu mà để mà chúng ta ấy, chúng ta quan sát, để chúng ta đánh giá ấy, một ai ấy, thì đôi khi chúng ta nhìn là một cái chuyện, và đôi khi là trắc nghiệm bằng cái nói chuyện cũng là một cái chuyện, và đôi khi cũng phải có cái người ta gọi là cái quyền lợi. Thử cho người ta cái quyền lợi xem như thế nào, hay là lấy đi cái quyền lợi của người ta, cái lợi ích của người ta, xem nó là như thế nào, thì nó mới có được cái nhìn nhận, có được cái đánh giá nó kỹ hơn. Nhiều khi là phải thế, đúng không? Nhiều khi là phải thế đấy. Các bạn cứ nhớ đấy, nhiều khi nó lại là phải thế đấy. Chứ còn chúng ta đôi khi là chúng ta không thể chủ quan được. Đấy, thôi được rồi nha. Được rồi. Cái video của tôi hôm nay đến đây thì cũng hơi dài rồi. Cũng hơi dài rồi. Thì qua cái video này thì các bạn cứ thử xem nhé. Các bạn, mình nói luôn các bạn là như này này. Các bạn xem tất cả những cái video của mình ý, các bạn lấy làm tham khảo. Cái thứ nhất là các bạn hãy tự nhìn cho chính bản thân các bạn ý. Còn khi các bạn quan sát người khác ý, thì các bạn cứ lặng lẽ bạn quan sát, bạn coi như là để đó. Có cái gì mà thế này thế kia thì chứ bạn đừng có vội. Nghĩa là đừng bao giờ vội mà quan sát những cái gì của người ta được hay là chưa được, mà các bạn vội nói với người ta hay là vội đánh giá người ta, đừng. Bởi vì khi chúng ta tìm hiểu về nhân tướng ý, chúng ta càng tìm hiểu sâu ý, nó sẽ có càng nhiều vấn đề nhé. Nó có rất nhiều những vấn đề ở đó. Cái hình tướng là một cái chuyện,
nhé. Cái tâm tướng là một cái chuyện, nhiều khi trông vậy mà không phải là vậy. Trông vậy không phải là vậy. Nhiều khi người ta cố tình là vậy, nhưng mà nhiều khi người ta không phải cố tình là vậy, người ta giả vờ là thế này thế kia. Thì mình đã nói rồi, tốt giả xấu, xấu giả tốt, đúng không? Thế nên cứ bình tĩnh nha, mọi thứ cứ bình tĩnh, được chưa nào? Đó, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.